Đừng lo, tôi không trách cô đâu. Tôi cũng không giận cô. Nhưng họ nói đúng, Isabel. Tôi nghĩ tốt nhất là tụi mình nên chấm dứt tình bạn tại đây thôi. Nếu không thì nhiều người nữa sẽ tổn thương. Tôi sợ là có một ngày cô cũng sẽ bị tổn thương luôn. Samuel, cậu đã cứu mạng của tôi mà. Lúc tôi gặp nguy hiểm ở cánh đồng, cậu đâu có bỏ mặc tôi đâu. Nên dù cậu có nói gì thì chúng ta cũng sẽ là bạn của nhau.